Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 461 đơn vị carbon mặt cũng dày quá rồi. Em gái à, không phải chị không muốn giúp em, nhưng chị thật sự lực bất tòng tâm. Mặc dù Chu Cầm sĩ diện, nhưng vẫn không muốn đồng ý chuyện này. "Chị hai, chị vừa mới nói có phiền phức gì cứ tìm đến chị, sao bây giờ lật lọng rồi?" Nghe thấy Chu Cầm từ chối, nụ cười trên mặt Chu Lệ lập tức biến mất. "Chị nhìn chị đi, con gái lập gia đình" còn ở trong căn nhà lớn giá mấy triệu, chẳng lẽ coi thường họ hàng nghèo bọn em. Chỉ vay chỉ ít tiền mà thôi, cũng không phải muốn mạng của chị. Chúng ta cũng coi như là chị em ruột, có cần phải như vậy hay không? Audio điện tử võ tấn bền Chu lệ quệt miệng, lời nói ra muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe. Dì, dì đừng nóng vội, cháu chỉ nhận của dì 150.000, nhiều hơn một các cũng không cần. Chờ cháu tìm được việc rồi, nhất định sẽ trả gì. Dương Ân thấy chuyện không thành, lập tức sốt ruột. Chuyện này, Chu Cầm nhíu mày, nhất thời rơi vào khó xử. Em gái, Tiểu Ân, không phải chị không giúp các em, chỉ là em đừng thấy chị ở nhà lớn mà nghĩ vậy, 150.000 tiền mặt này, chị thật sự không lấy ra nổi. Hay là các em nghĩ cách khác đi. Chu Cầm do dự một hồi, vẫn lựa chọn từ chối. Lần này Chu Lệ thật sự không nhịn nổi nữa rồi, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Trong mắt tràn đầy bất mãn, chị hai, chẳng lẽ chị thật sự coi thường bọn em, hay là cảm thấy bọn em không trả nổi. Uổng công chúng ta còn là chị em ruột, thế mà chị lại coi thường em, không tin tưởng em như vậy. Nếu mẹ còn sống, không bị chị làm cho tức chết mới lạ đấy. Đúng rồi, Dương Ân phụ hỏa hùa theo, giống như Chu Cầm là kẻ thù của cậu ta vậy. Không phải lúc trước Lạc Tuyết bán cổ phần được 300.000 à? Còn nói là không có tiền, há chẳng phải lừa người hay sao? Em chỉ cần 150.000 mà thôi, cũng không phải 300.000, ngay cả chút tiền như vậy cũng không cho vay, cũng keo kiệt quá rồi. Nghe nói như vậy, sắc mặt Chu Cầm khó coi trước giờ chưa từng thấy. Về phần Lạc Tuyết, tức đến lồng ngực phập phồng, sắc mặt tái xanh. Chương 462 không ngờ Chu Cầm vẫn bị lừa. Chỉ có thể nhìn về phía Lạc Tuyết xin giúp đỡ. Lạc Tuyết nén giận giơ tay ra, giọng điệu kiên quyết. Không thể nào, 300.000 này là cháu dùng để mua xe và mở cửa hàng, không thể nào cho các gì vay được. Không nói đến việc trong lòng hai mẹ con nhà này mang ý đồ xấu, 300.000 này còn không đủ cho Lạc Tuyết dùng đâu, sao có thể cho bọn họ vay? Tiểu Tuyết, cháu thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Chẳng lẽ cháu muốn trơ mắt nhìn em họ cháu độc thân cả đời hay sao? Chu Lệ nghiến răng, nói Lạc Tuyết làm vậy là không phải. Dương Ân bĩu môi, mẹ em nói đúng đấy, Lạc Tuyết, chị chia cho em một nửa, chúng ta mua hai chiếc không được sao. 150.000 mà thôi, chị cho rằng em không trả nổi à. Hai mẹ con kẻ sướng người họa, nói gần nói xa, giống như Lạc Tuyết là tội nhân thiên cổ vậy. Hai người, hai người quá đáng lắm rồi. Lạc Tuyết nghiến chặt răng, vành mắt đỏ ao. Trong lòng vừa tức vừa ấm ức có loại họ hàng này cũng xui xẻo quá rồi được rồi được rồi keo kiệt chính là keo kiệt không cần phải nói mấy lời này chu lệ thấy chuyện đã vậy rồi dứt khoát trở mặt chị hai em coi chị là chị em ruột thịt chị lại đối xử với em như vậy uồng cho chị còn mở miệng gọi tiếng em gái dễ nghe như vậy chị đợi đấy giờ em về nhà nói cho người trong nhà biết bộ mặt thật của chị cho bọn họ nhìn xem bây giờ chị công thành danh toại rồi nên coi thường bọn em lúc nói chuyện chu lệ làm bộ muốn đi vẫn không quên lén lút liếc mắt ra hiệu cho con trai đúng vậy nếu người ta đã chướng mắt chúng ta cũng không cần phải ăn và không đi căn biệt thự nát này ông đây không thèm ở dương ân chợt đứng bật dậy nói chuyện muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe nói xong mẹ con hai người liếc mắt nhìn nhau không nói hai lời nhấc chân muốn đi đợi đã thấy bọn họ sắp đi ra ngoài rồi cuối cùng chu cầm vẫn thỏa hiệp nếu để cho hai mẹ con này trở về nói gì đó thanh danh của bà ta sẽ hoàn toàn thối hoắc sau này còn về nhà mẹ đẻ thế nào chu cầm luôn luôn sĩ diện sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra mà chu lệ và dương ân thấy vậy nào còn muốn đi tiếp nữa đột nhiên quay người mỏi mắt mong chờ nhìn chu cầm chu cầm bất đắc sĩ thở dài chỉ có thể nhìn về phía lạc tuyết tiểu tuyết con xem việc này tiền đều ở trên người lạc tuyết đấy cho dù bà ta đồng ý cũng vô dụng. Không được Lạc Tuyết gật đầu, bà ta thật sự không có 150.000. "Mẹ, sao mẹ có thể?" Lạc Tuyết vừa thấy Chu Cầm ngăn cản, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Rõ ràng Chu Lệ và Dương Ân dở trò lạt mềm buộc chặt. Không ngờ Chu Cầm vẫn bị lừa. "Con gái, con cho cậu ta đi, coi như giúp mẹ." Thật ra trong lòng Chu Cầm cũng không muốn, nhưng bây giờ bà ta đã không còn cách nào rồi. Mẹ, mẹ thế này. mươi 463, không vội, viết giấy nợ trước rồi nói. Đúng vậy tiểu tuyết, chúng ta là họ hàng, gì sẽ lừa cháu hay sao? Chu Lệ cũng quay đầu sang, bộ dạng tận tình khuyên bảo. 150.000, chỉ cần 150.000 là được. Đã đến bước này, Lạc Tuyết cũng không thể tránh né được rồi. Chỉ có thể nghiêng đầu nhìn sở bắc, dù sao, 300.000 này cũng không phải của một mình cô. Công lao của Sở bác thậm chí còn nhiều hơn cô. Sở bác dựa nửa người trên sofa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Muốn có tiền, được thôi, viết giấy nợ đi. Giọng điệu Sở Bắc bình tĩnh, một câu trước khiến Chu Lệ và Dương Ân vui mừng không thôi. Nhưng nghe thấy câu sau, vẻ mặt tươi cười của hai mẹ con lập tức ỉu xìu hơn nhiều. "Sở Bắc, cậu có ý gì? Họ hàng mượn tiền nhau mà còn viết giấy nợ, cậu xem thường ai vậy?" Chu Lệ đen mặt lập tức mở miệng chất vấn dương ân cũng cười lạnh nói tôi tìm chị họ mình mượn tiền liên quan gì đến anh anh chỉ là một tên ăn bám có tư cách gì nói chuyện mấy người đừng có quá đáng anh ấy là chồng tôi lúc quan trọng vẫn là lạc tuyết đứng ra dáng vẻ cô kiên định vững vàng không giao động bất giác cô đã quen với sự tồn tại của sở bắc rồi người khác bôi nhọ sỉ nhục sở bắc như vậy đương nhiên cô không vui rồi mà vẻ mặt Sở Bắc vẫn vô cảm như cũ, như thể không nghe thấy lời hai mẹ con kia vậy. Hoặc là viết giấy nợ, hoặc là cửa ở bên kia. Sở Bắc lời nào ý đó, một câu nói thoáng chốc khiến Chu Lệ và Dương Ân im lặng. Nếu không viết giấy nợ thì không mượn được tiền, lãng phí mất cơ hội tốt. Nếu viết giấy nợ đi thì sau này thật sự không trả nổi. Do dự một lát, Dương Ân cắn răng, "Được, giấy nợ chúng tôi sẽ viết." 150.000 đưa tiền đi. Chu lệ không nói gì, chỉ là con ngươi không ngừng liếc qua liếc lại. chương 464, xem như, anh tặng quà cho em đi. Nhưng nghĩ đến thân thủ của sở bắc, với 150.000 sắp nhận đến tay, thì vẫn nhịn xuống. Cậu ta vừa viết xong giấy nợ, lại ấn dấu tay, ánh mắt như lửa nóng nhìn sang lạc tuyết. Chị họ, giấy nợ đã viết xong rồi, chị lập tức đưa tiền cho em là được. Dương ân xoa xoa tay, gấp gáp nhìn lạc tuyết chu lệ cũng trông ngóng nhìn cô bộ dạng còn vội hơn cả dương ân lạc tuyết cắn răng trong lòng vẫn không cam tâm tình nguyện nhưng nếu đã đến bước này rồi thì cũng không nghĩ nữa cũng chẳng làm được gì chỉ có thể lấy điện thoại ra chuyển tiền cho dương ân tại chỗ ha ha được 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 dương ân nhìn tiền chuyển đến kích động như muốn nhảy dựng lên luôn nói một hồi ba chữ được ngay cả câu cảm ơn cũng chẳng có mà trực tiếp đi ra cửa trông bộ dạng chỉ sợ đã sớm chọn được xe đợi tiền về mà thôi ha ha chị hai tiểu tuyết cảm ơn em phải đi theo xem để thằng nhỏ đi một mình em không yên lòng chu lệ vứt lại một câu rồi cũng vội vàng đuổi theo chỉ để lại chu cầm và lạc tuyết mắt to chừng mắt nhỏ sắc mặt ai cũng khó coi được bộ dạng này cho dù có giấy nợ thì tiền này chắc chắn cũng không quay về rồi thậm chí chỉ cần có thể để lại tiếng tốt là không tệ rồi. Lạc Tuyết uể oải về phòng, Sở Bắc theo sát phía sau. Bước vào phòng, Lạc Tuyết thở dài một tiếng. "Sở Bắc, xem ra kế hoạch mua xe phải lùi lại rồi, 150.000 này vẫn phải lấy mở tiệm thôi. Nếu không có thu nhập, một nhà chúng ta cũng khó khăn rồi." Nhìn ra được Lạc Tuyết tuy không cam tâm, nhưng cũng rất lý trí. Mọi chuyện đều nghĩ đến người nhà trước. Sở Bắc khẽ cười, lên tiếng an ủi: không sao, chuyện mua xe cứ giao cho anh, em yên tâm mở tiệm là được. Hả? Chương 465, đây chính là thái độ khi cô đón khách sao? Nhưng Lạc Tuyết và Sở Bắc thật sự chứ từng tiếp xúc quá nhiều. Tuy quan hệ giữa họ ngày càng gần gũi, nhưng trở thành vợ chồng thật sự thì phải cần chút thời gian. Quà từ chồng sao? Chuyện này nếu lúc trước, Lạc Tuyết gần như không dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại, cô lại có chút mong chờ. Đêm nay có người vui mừng có người ôm sầu. Hôm sau, Sở Bắc và Lạc Tuyết dậy từ sớm. Lạc Tuyết đi nhập hàng, còn Sở Bắc thì đưa con gái đi học. Đưa con gái đi học rồi Sở Bắc cũng không về nhà. Thanh Vũ lái xe đón anh, đến showroom xe hơi Tân Hải. Nếu đã đồng ý với Lạc Tuyết mua một chiếc xe cho cô làm quà. Đương nhiên Sở Bắc sẽ không chậm trễ. Showroom xe hơi Tân Hải là nơi buôn bán xe hơi lớn nhất Tân Hải tuy Tân Hải không phải là thành phố quốc tế hàng đầu. Nhưng ở đây, dù anh muốn mua xe gì, xe thể thao trên mấy chục triệu, hay xe bánh mì dưới mấy mấy trăm, đều mua được. Hơn nữa giá cả là giá niêm yết, chắc chắn sẽ không bị hố. Sở Bắc chống gậy, tự mình đi vào. Chỗ nãy showroom phía nam, chia thành 3 khu vực. Mỗi một khu vực đều được những tập đoàn gia tộc lớn nhận thầu, có thể xem là cửa hàng 4S lớn hơn một chút, lúc này trời vẫn còn sớm, người đến xem cũng rất ít. Thanh Vũ cùng sở bắc đi vào, chỉ có một nhân viên bán hàng trông khá trẻ, vẻ ngoài không tệ đang ngồi trên quầy gật gà gật gù. Nhìn thấy sở bắc, đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, rồi rời mắt tiếp tục chơi điện thoại. Muốn mua gì thì cứ xem thoải mái, xem xong thì đến đây ký hợp đồng, có chuyện gì khác thì đừng làm phiền tôi. Sóng điệu chào đón lạnh nhạt, đối với sở bắc lại càng không quan tâm chương 466, chiếc này đi, ký hợp đồng thôi. Thanh Vũ còn muốn nói gì đó, sở bác lại hô tay. Khẽ cười, cũng không nói gì, bước lớn đi vào. Theo Thanh Vũ thấy, nếu đã làm mua quà cho phu nhân thì cũng phải cấp bậc cỡ như SUV hay Maybach. Thấp nhất, cũng phải là Mercedes, Audi, BMW các kiểu. Nhưng không ngờ, sở bác chỉ ngồi xuống ghế, rồi dặn dò Thanh Vũ. Nghe nói ly không tệ, nên cũng may mắn, tôi thấy không tệ, cô giúp tôi chọn một chiếc đi. a à, Thanh Vũ lập tức ngây người. Đường đường là thần tướng Trấn Quốc, món quà đầu tiên tặng cho phu nhân, lại chỉ là xe trong nước mấy vạn thôi sao? Chuyện này, một chiếc xe mà thôi, có thể lái là được rồi. Sở Bắc lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu. Được, thưa cậu. Thanh Vũ lập tức gật đầu. Cậu chủ vẫn luôn tiết kiệm, lại thêm không muốn để lộ thân phận hành động như vậy cũng xem như trong dự liệu thanh vũ đồng ý một tiếng rồi đến sảnh xem thử chọn một chiếc imgran màu trắng dòng xe này của gili cũng không tệ lại khá hợp với khí chất của phu nhân chiếc này đi ký hợp đồng thôi thanh vũ đã quay lại nhanh chóng chỉ vào chiếc xe phía sau rồi nhìn nhân viên bán hàng nhân viên bán hàng ngẩng đầu liếc nhìn chiếc xe thanh vũ chọn ánh mắt lập tức xem thường đi bên kia tìm người ký sau đó đi nộp phí, đừng đến làm phiền tôi. Nhân viên bán hàng như ăn phải thuốc súng vậy, bộ dạng vô cùng khó gần. Thanh Vũ nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên. Nhưng Sở Bắc không nói gì, nên cô ấy vẫn nhịn xuống. Chương 467 Tống Sơn trừng mắt, rõ ràng tức giận không nhẹ. Đổi người, anh nghĩ mình là ai? Nói đổi người là đổi người. Lại nói nữa, tiệm tôi không mở được nữa thì liên quan gì đến anh? Thái độ nhân viên bán hàng vẫn như pháo đốt, lập tức đứng dậy, nói chuyện cũng chẳng còn dáng dấp mà nhân viên bán hàng nên có. To gan, cô có biết? Thanh Vũ nhíu mày, dám đối xử với tướng Trấn Quốc như vậy, đúng là to gan. Không sao. Sở Bắc khẽ lắc đầu, ngăn Thanh Vũ lại. Anh không muốn so đo, nhưng nhân viên bán hàng kia vẫn cứ ăn thua với anh. Thế nào, hay là anh không phục? Anh đợi đi, tôi tìm người đến cho anh. Nói xong, tức tối lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Tống Sơn, tốt nhất là ông mau qua đây đi, có người nguyền rủa cửa hàng ông mở không được nữa kìa. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn sở bắc và thanh vũ. Mấy người đợi đi, tôi đã gọi chủ cửa hàng này ra rồi, có chuyện gì anh cứ nói với người ta đi. Trông dáng vẻ kiêu ngạo của cô gái, sở bắc và thanh vũ ít nhiều cũng có chút bất ngờ một nhân viên bán hàng mà lại dám gọi thẳng tên của chủ à. Khá thú vị. Sở Bắc cũng không vội, khẽ cười ngồi xuống. Thanh Vũ yên lặng đứng sau lưng Sở Bắc, bọn họ đều muốn xem xem cô gái này có thể chơi được bao nhiêu trò nữa. Tông y nhiên, rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự muốn đóng cửa cửa hàng xe tôi thì mới cam tâm sao? Không lâu sau, trước cửa cửa hàng xe truyền đến âm thanh tức giận. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi vợ chồng mặc đồ vest, tuổi gần 50 đi đến. Mà người nói chính là người đàn ông kia. Lúc này đang hổn hển nhìn cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi, rõ ràng tức giận không thôi. Chương 468, sao con lại làm không tốt chứ? Tống Sơn đành chịu, chỉ có thể làm ra vẻ mặt làm hòa nhìn Sở Bắc và Thanh Vũ. Hai vị, thật sự xin lỗi, đều là do tôi chiều hư con gái, đắc tội với hai vị rồi. Hai vị nhìn chúng xe nào thì cứ việc chọn, tôi giảm giá 10%. Nghe thấy lời này, sở bắc khẽ cười, hóa ra là hai bố con, chẳng trách nhân viên bán hàng này lại tạo cảm giác kiêu kỳ hơn cả chủ nữa. Thú vị đấy, cách thức làm ăn của mấy người đúng thật là kỳ lạ. Nghe thấy sở bắc trêu chọc, Tống Sơn chỉ có thể cười theo. Hết cách rồi, con gái tôi đây bị chiều hư rồi, tuần trước mới dáng chứ tử giám đốc kinh doanh xuống nhân viên bán hàng. Nói rồi, vẫn không quên chừng con gái, Tống Y Nhiên, đừng nghĩ là có mẹ con bảo vệ thì bố không trị được con nếu ngay cả nhân viên bán hàng cũng làm không tốt thì bố cho con đi dọn nhà vệ sinh mà ông ta vừa quát lên rõ ràng cũng chọc giận tống y nhiên bố hết cái gì mà hết cửa hàng này là của nhà chúng ta đợi bố chết rồi sau này cũng là của con tại sao con phải bắt đầu từ nhân viên bán hàng chứ như vậy không công bằng con 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 đúng là đồ bất hiếu vừa nói ra tống sơn tức đến mặt mũi trắng nhợt suýt nữa đã không thở nổi ngay cả sở bắc và thanh vũ cũng có chút không nhịn được chuyện kỳ lạ năm nào cũng có năm nay lại cực kỳ nhiều sở bắc cũng xem như đã nhìn quen thói đời nhưng người luôn ngóng trông cha mẹ chết rồi kế thừa gia sản thì đúng là lần đầu anh gặp y nhiên con bớt nói hai câu đi quý bà kia lúc này cũng không nhìn được nữa kéo tay áo con gái mẹ mẹ cũng không nhìn xem bố đối xử với con thế nào tốt xấu gì con cũng là thiên kim đại tiểu thư ông ấy lại để con làm nhân viên bán hàng. Đây là chuyện do người làm sao? Rõ ràng Tống Y Nhiên không phục trong lòng, giận dỗi như muốn phản bác. Hừ, ngay cả nhân viên bán hàng mà con còn làm không được, con còn có thể làm được gì? Muốn kế thừa sản nghiệp của bố, con nằm mơ đi. chương 469 đối với chuyện này, sở bác cũng chỉ cười lạnh. Nghe thấy lời này, Tống Sơn suýt nữa đã tức chết rồi. Ông ta để Tống Y Nhiên làm nhân viên bán hàng, chính là muốn rèn luyện tính cách cô ta. Nhưng không ngờ, cái nét tống y nhiên lại còn trở nên tệ hại hơn. Mà sở bắc không ngờ lửa mâu thuẫn lại có thể dẫn đến tới chỗ mình, thoáng chốc anh cũng thấy giờ khóc giờ cười. Sau lưng sở bắc, thanh vũ cũng cảm thấy bó tay. Theo ý cô thì chê tôi không mua nổi Bentley. Sở bắc khẽ cười, giọng điệu ít nhiều có chút trêu đùa. Thanh vũ âm thầm lắc đầu, đối với tống y nhiên cũng có chút cạn lời. Người ta thường bảo không thể trông mặt mà bắt hình rong, đường đường là thần tướng chấn quốc, mà lại không mua nổi một chiếc xe sao. Nói ra sợ rằng cũng chẳng ai tin. Thế nào, chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Tống y nhiên bĩu môi, ra vẻ thì đúng là như vậy. Một tên nghèo kiết xác như anh, quần áo trên người cũng không hơn 100 đồng nữa. Anh cũng chỉ có thể ngắm nhìn Bentley thôi, còn muốn mua Bentley. Đúng là cười chết tôi rồi. Ha! đối với chuyện này sở bắc cũng chỉ cười lạnh đời người chính là như vậy khi anh xem thường người khác người khác cũng cùng lúc xem thường anh vô tri đủ rồi nếu con còn nói bậy nữa thì cút đi cho bố tống sơn nhìn thấy vậy tức đến mặt cũng xanh sao khiến tống y nhiên cũng bị dọa sợ run rẩy cả người cúi thấp đầu trong lòng vẫn tức giận như cũ chẳng phải chỉ là một tên nghèo kiết xác sao khách sáo với anh ta làm gì tống sơn quát xong Lúc này mới cười xòa nhìn Sở Bắc. Cậu trai, thật sự rất xin lỗi, dù cậu thích chiếc nào thì tôi cũng đều giảm 20% cho cậu. Cả sảnh trưng bày này, cậu cứ tùy ý chọn. Thật sao? Sở Bắc khẽ cười, vẻ mặt có chút trêu đùa. Không thể không nói, Tống Sơn này cũng rất biết làm ăn. Nếu đã như vậy, nếu ông chủ Tống đã nói như vậy thì tôi không khách khí nữa. Chương 470, thế mà còn phải hỏi sao? Thưa cậu Cậu thật sự muốn xem Bentley sao? Tống Sơn hơi không chắc chắn hỏi. Sở Bắc mặt không cảm xúc đứng nguyên tại chỗ, sao vậy, chẳng lẽ ông chủ Tống cũng cảm thấy tôi không mua nổi Bentley sao? Nghe thấy lời của Sở Bắc, Tống Sơn vội vàng xua xua tay, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là xác nhận lại với cậu, không có ý gì khác. Rõ ràng Tống Y Nhiên ở bên cạnh rất có ý kiến đối với Tống Sơn, thấy dáng vẻ này của đối phương, trong mắt không khỏi lộ vẻ khinh thường. Hừ, Tống Sơn, bố giả vờ cái gì chứ, cảm thấy anh ta không mua nổi thì cứ nói thẳng, làm bộ làm tịch như vậy, bố diễn cho ai xem. Nghe thấy lời của con gái, Tống Sơn tức đến độ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mặc dù vừa rồi ông ta thật sự nghĩ như vậy, nhưng là một người làm ăn, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác. Đôi khi có mấy lời cứ giữ trong bụng là được nếu như nói ra khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người ta rõ ràng lời của tống y nhiên đã đào một cái hố hơn nữa còn là một cái hố rất lớn cho ông ta tống y nhiên con con thật sự càng ngày càng quá đáng rồi tại sao bố lại có đứa con gái như con tống sơn chỉ vào tống y nhiên tức đến cả người run rẩy có gì đâu lời con nói vốn chính là sự thật tống y nhiên chẳng hề để ý hừ lạnh một tiếng sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Sở Bắc. Với cái dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu này của anh, vẫn nên mua Gili đi, xem Bentley chỉ lãng phí thời gian. Sở Bắc cũng không tức giận, mà lắc đầu cười, thản nhiên nói, sao cô biết là sẽ chỉ lãng phí thời gian chứ? Thế mà còn phải hỏi sao? Tống Y Nhiên khinh bỉ liếc nhìn Sở Bắc, trong giọng nói tràn đầy coi thường, anh biết một chiếc Bentley bao nhiêu tiền không? Chỉ với cái dáng vẻ này của anh mà đòi xem Bentley? rõ ràng chính là phùng má giả làm người mập. Thanh vũ hơi không vui, chiến thần là thân phận gì, lại có thể bị một cô nhóc làm nhục như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 471, Tổng Giám Đốc Tống, ông tìm tôi. Sở dĩ vừa rồi ông ta nói như vậy là bởi vì ông ta cũng cảm thấy, cho dù sở bắc mua xe thì cũng chỉ mua một chiếc xe giá rẻ mà thôi. Xe giá rẻ, ông ta giảm 20% mặc dù hơi lỗ nhưng cũng không lỗ quá nhiều. Nhưng mà, nếu như sở bắc thật sự muốn mua Bentley, sau khi giảm 20%, số tiền sẽ ít hơn giá bán bình thường rất nhiều. Cho dù là ông ta, trong lòng cũng khó tránh khỏi tiếc nuối. Nhưng mà người làm ăn coi trọng giữ chữ tín, lời đã nói ra khỏi miệng, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, ông ta nghiến răng nói ra, đương nhiên vẫn tính, cho dù cậu coi trọng chiếc xe nào ở nơi này của tôi, Tôi đều giảm 20% cho cậu." Sở Bắc cười gật đầu, nói, "Vậy thì xem Bentley đi, nhưng mà." Nói đến đây, anh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, "Tôi yêu cầu đổi một nhân viên tiêu thụ khác đến bán hàng cho tôi." Nghe thấy lời của Sở Bắc, Tống Y Nhiên lập tức không vui, sắc mặt chợt sầm lại. "Anh có ý gì? Anh đang coi thường tôi?" Sở Bắc lắc đầu, thản nhiên nói, "Cô Tống, thái độ của cô đã không còn thích hợp để tiếp tục phục vụ cho tôi nữa." tôi yêu cầu đổi một nhân viên tiêu thụ khác cũng không quá đáng đâu nhỉ tống y nhiên bị nói cho ngậm miệng không trả lời được không biết nên nói gì cho phải tống sơn ở bên cạnh thấy vậy vội vàng nói được cậu chờ một lát tôi sắp xếp nhân viên tiêu thụ mới cho cậu nói xong ông ta gọi một cú điện thoại không lâu sau một cô gái trong trẻ tuổi trí thức vội vàng đi tới tổng giám đốc tống ông tìm tôi cô gái đi đến trước mặt tống sơn tỏ vẻ cung kính nhìn tống sơn hỏi Tống Sơn gật đầu, chỉ vào sở bắc. Tiểu Ngô, cậu sở muốn xem Benly, cô giới thiệu cho anh ta đi. Cô gái nghe xong, bỗng nhiên sửng sốt. Ngay sau đó, trong mắt cô ta lộ ra vẻ hưng phấn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tống, tôi nhất định sẽ dốc hết lòng hết dạ phục vụ cậu sở thật tốt. Tống y nhiên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng tức giận, dứt khoát quay mặt đi. Trường 472 chắc chắn không trả được nhiều tiền đặt cọc. Rõ ràng, cô ta đang hâm mộ người phụ nữ được sở bắc tặng xe vậy mà có thể được người ta tặng chiếc xe đắt như vậy tiểu ngô cô ngơ ngẩn cái gì thế mau giới thiệu cho cậu sở đi tống sơn thấy tiểu ngô ngẩn ra tại chỗ vội vàng thúc giục tiểu ngô lấy lại tinh thần hơi lúng túng nở nụ cười áy náy với sở bắc sau đó chỉ thấy cô ta hít sâu một hơi đi đến trước một chiếc xe trông vô cùng độc đáo giới thiệu cho sở bắc thưa cậu nếu cậu muốn tặng xe cho phụ nữ Tôi đề cử chiếc Bentley Bentayga này, chiếc xe này giá cả vừa phải, dễ dàng sử dụng, tính năng ở các mặt đều vô cùng ổn định, định vị thị trường cũng là hướng tới chị em phụ nữ, nếu cậu dùng để tặng thì vô cùng thích hợp." Sở Bắc nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Được, vậy chiếc này đi, bao nhiêu tiền?" Nghe thấy lời của Sở Bắc, trong mắt Tiểu Ngô xuất hiện vẻ ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Cô ta vốn cho rằng phải giới thiệu cả buổi thì Sở Bắc mới có thể đưa ra quyết định lại không ngờ, cô ta mới giới thiệu chiếc đầu tiên mà sở bác đã đồng ý rồi. Cậu sở, hiện giờ ở chỗ của chúng tôi chiếc xe này có giá ưu đãi là 2 triệu 500 nghìn, nếu như cậu chắc chắn muốn mua, bây giờ tôi dẫn cậu đi đăng ký thủ tục cho vay. Tiểu ngô vừa dứt lời, tống y nhiên ở bên cạnh lập tức nở nụ cười lạnh lùng. Thôi đi, chỉ với anh ta, còn làm thủ tục cho vay, đây chính là 2 triệu 500 nghìn đấy, cô nhìn dáng vẻ nghèo kết hủ lậu này của anh ta đi, anh ta đủ tiêu chuẩn để làm thủ tục cho vay sao? Trong mắt Tống Sơn cũng lộ vẻ nghi ngờ. Bentley là xe hạng sang, khi làm thủ tục cho vay, ngân hàng đều vô cùng cẩn thận, cũng kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt khả năng chi trả của khách hàng. Nhìn cách ăn mặc của Sở Bắc, anh không giống khách hàng có khả năng chi trả tốt, chắc chắn không trả được nhiều tiền đặt cọc. Nếu như khoản cho vay quá nhiều mà khả năng chi trả bình thường, vậy sẽ rất khó thực hiện được khoản vay này. Nghĩ tới đây Tống Sơn cẩn thận hỏi, "Cậu sở, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, cậu có thể lấy ra bao nhiêu tiền đặt cọc?" Tiền đặt cọc? Chương 473 bây giờ, dù hối hận cũng không kịp rồi. "Cậu sở, cậu, cậu chắc chắn mình không nói nhầm chứ, muốn trả toàn bộ một lần." Tống Sơn kinh ngạc một lúc mới định thần lại, có phần không tin nhìn Sở Bắc. "Dù sao đây cũng không phải con số nhỏ đâu." Sở Bắc gật đầu. "Đương nhiên, thế nào, chẳng lẽ chỗ này của mọi người không thể mua xe trả một lần sao? Tống Sơn vội lắc đầu, cười xòa nói, đương nhiên có thể, chỉ là chiếc Bentley Bentayga này, sau khi làm giấy tờ xong, tính ra cũng phải gần 2 triệu 500 nghìn tệ, cậu. Lời phía sau, Tống Sơn không nói gì thêm, bởi vì ông ta biết, sở bác chắc chắn đã hiểu ý mình. Sở bác lạnh nhạt cười, không hề bận tâm, tôi hiểu rồi, ông là sợ tôi không trả được nhiều tiền như vậy, đúng không? Tống Sơn nghe vậy, bất giác chợt xấu hổ, không biết nên nói với sở bắc thế nào. Bởi vì vừa này, lời nói của ông ta đúng thực là muốn nói như vậy. Xì, si, tôi nói này Tống Sơn, ông sống như vậy có mệt hay không vậy, bộ dạng ông như vậy tôi cũng sốt ruột thay cho ông. Tống y nhiên ở bên cạnh vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Tống Sơn, sau đó ánh mắt coi khinh liếc nhìn sở bắc. Anh nói không sai, chúng tôi là cảm thấy, anh căn bản không bỏ ra được 2 triệu 500 nghìn, Sở bắc cũng không buồn bực, khẽ cười, rồi lạnh nhạt lên tiếng, vậy nếu tôi lấy ra được thì sao? Tống y nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn châm chọc, nếu anh có thể lấy được tiền, thì tôi sẽ nhận lỗi với anh. Rõ ràng, cô ta cũng không nghĩ là sở bắc thật sự có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Được, chốt kèo. Sở bắc lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó nhìn Tống Sơn, ông chủ Tống, lúc trước ông hứa giảm giá 20% cho tôi, chiếc Bentley này tính là 2 triệu 500 nghìn, sau khi giảm 20% thì còn 2 triệu, đúng chứ? Nghe thấy lời của sở bắc, khóe miệng Tống Sơn cũng run rẩy. Lúc này, ông ta thật sự hận không thể tự tát mình mấy cái, sao ông ta lại không nghĩ đến, một câu tùy tiện của ông ta lại khiến mình thất thoát đến 500 nghìn chứ? Bây giờ, dù hối hận cũng không kịp rồi. Ông ta hít sâu một hơi, cắn răng, gật đầu thật mạnh, không sai, trừ phần giảm thì chiếc xe này có giá 2 triệu. Sở Bắc gật đầu, dạ ý với Thanh Vũ, Thanh Vũ lập tức lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt Tiểu Ngô. chương 474 thật sự có nhiều tiền như vậy. Sở Bắc khẽ cười, khẽ gật đầu, thế nào, hai triệu rất nhiều sao. Nghe thấy lời của Sở Bắc, Tống Y Nhiên lại càng lo lắng hơn, Sở Bắc chính là đang giả vờ, anh căn bản không lấy ra được 2 triệu. Hừ, anh cứ giả vờ đi, để tôi coi anh có thể giả vờ được đến lúc nào, đợi lát nữa có máy post rồi, nếu thẻ quẹt không ra tiền, tôi muốn xem anh làm thế nào. Vợ chồng Tống Sơn ở bên cạnh nghe thấy lời của con gái, ánh mắt nhìn sở bắc cũng trở nên có chút nghi hoặc. Có lẽ thật sự như lời Tống y nhiên, sở bắc căn bản không có nhiều tiền như vậy. Hành động vừa rồi của anh, rất có khả năng là để lè mọi người. Trong lúc mọi người đều có suy nghĩ riêng thì nhân viên bán hàng tiểu ngô thở hổn hển chạy về. Trong tay ôm theo một máy post. Cậu sở, đây là quy trình mua xe và thủ tục giấy tờ anh xem trước thử nếu anh không có ý kiến gì thì bây giờ anh có thể quẹt thẻ rồi tiểu ngô nói rồi đưa cuốn sổ hướng dẫn mua xe vào tay sở bắc đương nhiên sở bắc không xem anh đưa sổ cho thanh vũ thanh vũ mở cuốn sổ ra nhìn một lúc sau đó vẻ mặt kính gần gật đầu với sở bắc được rồi có thể rồi quẹt thẻ đi thanh vũ tiến lên một bước đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên tiểu ngô tiểu ngô nhận lấy thẻ ở bên cạnh chuẩn bị quẹt thẻ. Mấy người Tống Sơn và Tống Y Nhiên thấy vậy thì đều ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm máy post trong tay Tiểu Ngô. Bọn họ muốn nhìn xem, thẻ của Sở Bắc, rốt cuộc có 2 triệu hay không. Tích, nhưng lúc này, âm thanh quét thẻ thành công đột nhiên vang lên. Phù, nghe thấy âm thanh này, vợ chồng Tống Sơn và Tống Y Nhiên lập tức chừng lớn mắt. Đây, thẻ của Sở Bắc, thật sự có nhiều tiền như vậy đó không phải là 200 đồng mà là 2 triệu đấy, sở bác lại có nhiều tiền đến vậy. Tông y nhiên có phần không dám tin, vẻ mặt cô ta khó tin nhìn tiểu ngô, lớn tiếng hỏi. Tiểu ngô, có phải cô quét không thành công không? Tiểu ngô nhìn số dư còn lại của thẻ trên màn hình máy post, ánh mắt chỉ còn mỗi vẻ kinh ngạc. chương 475, 2, coi như mất tiền mua một bài học vậy. Nhất là khi cô ấy nhớ đến số dư còn lại của thẻ trên màn hình, Quả thực không dám tin vào mắt mình. Tiền trong thẻ ngân hàng của Sở Bắc, cả đời này cô ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù mua cả đại lý xe cũng đủ nữa. Không thể có sai sót, trong thẻ của cậu Sở không chỉ có 2 triệu này mà còn rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Ba người Tống Sơn đều ngây người, rất nhiều là bao nhiêu? Sắc mặt Tống Y Nhiên khó coi, nhưng lại không cam tâm, trong thẻ anh ta có bao nhiêu tiền? Tiểu Ngô nghe vậy, lập tức có chút khó xử con số đó quá lớn vừa nãy cô ấy kinh ngạc không thôi cũng không nhìn kỹ nên căn bản không thể trả lời được tống y nhiên nhưng cô ấy biết rõ tính cách tống y nhiên cô ấy biết nếu cô ấy không nói tống y nhiên nhất định sẽ không bỏ qua thậm chí sẽ ghi hận cả cô ấy nghĩ đến đây cô ấy hít sâu một hơi số dư thẻ của cậu sở hiện tại cho dù mua cả showroom và toàn bộ xe của chúng ta cũng còn dư giả cái gì nghe thấy lời của tiểu ngô ba người tống sơn lập tức trợn mắt há miệng mua cả showroom xe mà còn dư sở bắc này chẳng lẽ thật sự có tiền như vậy tống sơn cố nén kinh ngạc trong lòng vẻ mặt bình tĩnh nhìn tiểu ngô tiểu ngô những lời vừa nãy cô nói là thật sao thấy tống sơn có phần không tin lời mình tiểu ngô cười khổ một tiếng tổng giám đốc tống chuyện như vậy thì sao tôi dám đùa được chứ vừa nãy tôi nói đều là thật cả có tiểu ngô xác nhận vẻ mặt vợ chồng Tống Sơn thoáng chốc trở nên hoảng sợ. Còn Tống Y Nhiên, sắc mặt dần trở nên trắng nhợt. Sở Bắc, cái tên không nổi bật gì mà lại thật sự có nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến lời bản thân từng nói với Sở Bắc, Tống Y Nhiên lập tức cảm thấy mặt nóng rát cả lên. Ông chủ Tống, tôi đã trả tiền rồi, mau bảo người của ông làm thủ tục xe cho tôi đi. Vốn Tống Sơn đang nhăn mặt, nhưng khi nghe Sở Bắc nói vậy thì càng bực dọc thêm chiếc Bentley đó rất có giá trị, dù bán theo giá thị trường thì ông ấy cũng có thể lợi ít nhất là 1 đến 200 nghìn. Nếu bây giờ mà bán giảm giá 20% thì chẳng những ông ấy không kiếm được một đồng nào, trái lại còn lỗ kha khá. chương 476 chắc chắn bố cô ta sẽ xử cô ta đầu nước. Sau đó, Sở Bắc và Thanh Vũ đã đi theo Tiểu Ngô. Lúc này, Tống Sơn mới giận giữ lường Tống Y Nhiên. Nhìn đi, nhờ phúc của con đấy, giờ đã biết mình sai ở đâu chưa nghe tống sơn trách mắng như vậy tống y nhiên hừ lạnh một tiếng rồi vẫn giáo hoảnh tự bố đòi giảm giá cho người ta đấy chứ con có làm gì sai đâu tống sơn nghe thấy thế thì tức phát điên ông ấy chỉ tay vào tống y nhiên nhưng không nói được gì một lát sau tiểu ngô đã dẫn sở bắc và thanh vũ quay lại thưa sếp làm thủ tục xong rồi ạ à. tống sơn gật đầu ván đã đóng thuyền dù ông ấy có tiếc đến mấy thì chuyện cũng đã vậy rồi thì phải chấp nhận thôi hơn nữa ông ấy cũng biết sở bắc có nhiều tiền như vậy trong thẻ chứng tỏ cũng có thân phận cao quý anh chỉ đến mua xe chứ không gây phiền phức gì cả như vậy là nể mặt ông ấy lắm rồi coi như ông ấy bỏ tiền ra để chuộc tai họa do con gái mình gây ra vậy cậu sở giờ cậu định tự lái xe đi hay để tôi cho người lái giúp bình thường Tống Sơn không bao giờ nói như vậy, vì người đến mua xe kiểu gì cũng biết lái. Các khách hàng làm thủ tục xong thì sẽ tự lái xe đi ngay. Nhưng ông ấy hỏi vậy là muốn lưu lại ấn tượng tốt với sở bắc. Chẳng may ông ấy mà khiến sở bắc phận ý là hỏng ăn ngay. Chúng tôi tự lái được. Sở bắc mỉm cười rồi ngỏ ý cảm ơn Tống Sơn. Sau đó, anh ngoảnh lại nhìn Tống Y Nhiên rồi nói, cô Tống, bây giờ cô còn nghĩ tôi không mua nổi xe nữa không? Tống y nhiên có vẻ lúng túng, cô ta hừ lạnh một tiếng ngoảnh đầu đi, không nói gì hết. Với tính cách của cô ta thì dù Sở Bắc có tiền thì cô ta cũng chẳng coi anh ra gì. Nhưng bây giờ thì cô ta không dám nữa rồi. Vì cô ta có tính cách ngay thẳng, chứ không phải kẻ ngốc. Sở Bắc có nhiều tiền như vậy, chắc chắn thân phận của anh không tầm thường. Nếu cô ta mà đắc tội với anh thì chưa cần Sở Bắc làm gì cô ta. Chương 477, để anh giúp em dứt lời, anh chống gậy trúc rời đi. Tống Sơn như được đại xá, cung kính đưa mắt tiến sở bắc về. Chờ sở bắc đi rồi, ông ấy mới quay sang nhìn Tống Y Nhiên. Đúng là bố chiều con quá rồi, con có biết mình đã gây tổn thất bao nhiêu tiền không? Tống Y Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn nên không dám cãi dù chỉ một câu. Nghe Tống Sơn trách mắng, cô ta cúi đầu xuống cắn môi dưới mà không nói gì. Tống Sơn thấy thế thì cũng bất giận phần nào, sau đó hử lạnh một tiếng con tiếp tục thử việc ở bộ phận tiêu thụ đi khi nào đạt yêu cầu của bố thì mới được làm việc khác nói rồi ông ấy còn nhắc nhở thêm một câu nữa nếu con còn gây ra chuyện giống hôm nay nữa thì đừng trách bố là ác suốt lời tống sơn quay đi chỉ còn lại một mình tống y nhiên thẫn thờ ở lại sau khi rời khỏi cửa hàng xe hơi sở bắc bắt xe rồi đến cửa hàng của lạc tuyết khi anh tới thì lạc tuyết đang bận rộn sắp xếp đồ sở bắc có thể cảm nhận được hàng hóa mà lạc tuyết nhập đều là đồ chơi có lẽ vì quá tập trung nên khi sở bắc đến gần rồi thì lạc tuyết mới phát hiện ra anh sao anh lại đến đây lạc tuyết nhìn sở bắc rồi hiếu kỳ hỏi sở bắc mỉm cười rồi đáp anh đến cửa hàng xem có gì cần giúp không lạc tuyết khẽ lắc đầu toàn đồ chơi thôi mà hôm nay hàng cũng không nhiều một mình em làm được sở bắc trầm mặc một lát rồi hỏi bà xã sao em toàn nhập đồ chơi thế, em định mở cửa hàng bán đồ chơi à? Lạc tuyết gật đầu, trong ánh mắt lóe lên tia hào hứng. Ừm, mở một cửa hàng đồ chơi là ước mơ hồi nhỏ của em, cuối cùng thì em cũng thực hiện được rồi. Nói đến đây, lạc tuyết mỉm cười. Hơn nữa, em tin là vũ tâm cũng sẽ rất thích. Khi nhắc tới con gái, ánh mắt lạc tuyết ngập tràn hạnh phúc. Sở Bắc cũng mỉm cười. Chương 478, tập đoàn Bắc Giã xin hỏi ở đây có bán đồ chơi không ạ à? lúc lạc tuyết đang xếp đồ thì chợt có một cô gái ăn mặc thời thượng bước vào cửa hàng xin lỗi chúng tôi chưa khai trương nếu cô muốn mua đồ chơi thì đến cửa hàng khác vậy ạ à? chưa sắp xếp hàng hóa xong nên lạc tuyết chưa thể đón khách được nhưng cô vừa nói dứt lời thì chợt sững người khi nhìn thấy cô gái đó ngay sau đó lạc tuyết tỏ vẻ mừng rỡ uyển uyển là cậu à cô gái nhìn chằm chằm vào lạc tuyết một lúc rồi cũng có vẻ mừng rỡ tiểu tuyết cô ấy nhìn lạc tuyết rồi mỉm cười lạc tuyết gật đầu sau đó bước nhanh tới nắm tay uyển 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 mấy năm qua cậu đi đâu vậy uyển uyển là bạn đại học của lạc tuyết cũng là người bạn thân thiết nhất của cô nhưng sau khi tốt nghiệp thì hai người không còn liên lạc với nhau sau đó cả hai cũng không gặp nhau nữa Lạc Tuyết không ngờ bọn họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Tô Uyển vui mừng nhìn Lạc Tuyết, năm đó tốt nghiệp xong, cả nhà tớ đã ra nước ngoài, mới về chưa bao lâu. Tớ có hỏi các bạn học cũ về cậu, đang không biết phải tìm cậu kiểu gì thì lại gặp cậu ở đây rồi. Nói đến đây, Tô Uyển liếc nhìn cửa hàng đồ chơi rồi tò mò hỏi, Tiểu Tuyết, đây là cửa hàng của cậu à? Lạc Tuyết gật đầu rồi cười đáp, ừ, nhưng hôm nay mới nhập hàng nên tớ chưa khai trương. À, Uyển Uyển, trước kia cậu là người cởi mở nhất trong lớp mình, chắc giờ thành công lắm rồi đúng không?" Tô Uyển lắc đầu rồi thở dài nói, "Đâu ra, mấy năm nay tớ cũng bấp bênh lắm. Mấy hôm trước, tớ xin vào làm trong một tập đoàn, sau đó họ đã điều tớ đến Tân Hải." Lạc Tuyết nghe thấy thế thì gật đầu rồi hỏi tiếp, "Giờ cậu đang làm việc ở công ty nào?" Chương 479 bạn của Lạc Tuyết thì cũng là bạn của anh riêng công ty con của tập đoàn này ở Tân Hải cũng có thực lực rất mạnh, là đối tượng mà các công ty khác không thể địch nổi. Lạc Tuyết không ngờ Tô Uyển lại làm việc ở đó, cô ấy đang có một công việc mà bao người ở Tân Hải mơ ước. Uyển Uyển, cậu giỏi thật đấy, không phải ai cũng vào được tập đoàn Bắc Giã đâu. Sau khi hoàn hồn lại, Lạc Tuyết kinh ngạc nói. Tiểu Tuyết, cậu đừng có trêu tớ nữa. Tô Uyển vội vàng xua tay nói, tớ chỉ là một nhân viên quèn thôi, có gì đáng ngưỡng mộ đâu. Lạc Tuyết cười nói, "Ừm, um, không nói chuyện này nữa. Lần này cậu về chắc ở lại hẳn chứ?" Tô Uyển gật đầu đáp, "Tập đoàn có công ty con ở Tân Hải, sau này tớ có thể làm việc ở gần nhà rồi nên chắc không đi đâu nữa." Lạc Tuyết mỉm cười gật đầu. "Vui quá, vậy là sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi." "Ừ, công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy, loáng cái đã 5 năm rồi." nếu không tình cờ gặp cậu ở đây hôm nay thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại nữa. Nói đến đây, Tô Uyển chợt liếc nhìn sở bác ở phía sau Lạc Tuyết rồi hỏi, tiểu tuyết, anh ở sau lưng cậu là ai thế? Lạc Tuyết nhìn sở bác rồi nói với Tô Uyển, à, quên không giới thiệu với cậu. Uyển Uyển, đây là sở bác chồng của tớ. Sở bác, đây là Tô Uyển, bạn thân nhất ở đại học của em. Sở bác gật đầu, mỉm cười chào hỏi với Tô Uyển. Bạn của lạc tuyết thì cũng là bạn của anh. Nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của họ thì anh cũng biết hai người rất thân thiết. Hơn nữa, hình như tội uyển đang làm việc ở tập đoàn bắc Giã, Điều này khiến anh thấy hơi tò mò về cô ấy. Tội uyển cũng vui vẻ đáp lại lời chào của sở bắc. Nhưng khi cô ấy nhìn xuống đôi tay của lạc tuyết thì lập tức tỏ vẻ bất đồng ngay. Tiểu tuyết, cậu không biết đôi tay chính là bộ mặt thứ hai của phụ nữ à? Cậu phải nhường những công việc nặng nhọc này cho chồng mình chứ. Lạc Tuyết mỉm cười nói, anh ấy cũng bận việc riêng của mình mà, với cả mấy việc này có mệt nhọc gì đâu, tớ làm được. Chương 480, anh tìm tôi làm gì? Ừ, chuyện này nói ra thì dài lắm, không thể giải thích qua răm ba câu được. Tô Uyển há hốc miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cô ấy chỉ thở dài một hơi rồi nhìn Lạc Tuyết, "Tiểu Tuyết, thời gian qua cậu phải vất vả rồi." Theo cô ấy thấy sở bắc bị mù thì mọi gánh nặng trong nhà sẽ dồn hết lên đôi vai của lạc tuyết lạc tuyết chỉ mỉm cười lắc đầu không uyển uyển thật ra tớ sống rất tốt tớ cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại câu trả lời này của lạc tuyết khiến tôi uyển thấy hơi bất ngờ vì cô ấy nhận ra lạc tuyết nói những lời này rất thật lòng chứ không phải chống chế nghĩ đến đây cô ấy lại ngoảnh sang nhìn sở bắc với vẻ như có điều suy nghĩ đúng lúc này có một người thanh niên đẩy cửa bước vào, anh ta còn cầm một bó hoa hồng tươi thắm. Lạc Tuyết nhìn người thanh niên đó với vẻ nghi hoặc. Cô không biết người này hay anh ta đến tìm Uyển Uyển. Nghĩ vậy, cô nhìn sang Uyển Uyển thì thấy cô ấy lập tức có vẻ bực dọc khi trông thấy người thanh niên ấy. Anh ta nhìn thấy Tô Uyển thì sáng mắt lên rồi vội vàng đi tới ngay. "Tiểu Uyển, em ở đây mà làm anh tìm mãi." Người thanh niên bước tới cạnh Tô Uyển rồi nhìn cô ấy một cách thiết tha với sự yêu mến không chút che giấu. Anh tìm tôi làm gì? Tô Uyển hậm hực hỏi lại. Người thanh niên nghe thấy thế thì vẫn si mê đáp, "Tiểu Uyển, em vẫn chưa hiểu lòng anh sao? Hôm nay anh đến tìm em là để ngỏ lời với em." Nói rồi, anh ta lập tức quỳ xuống như chỗ không người rồi khẩn thiết nhìn Tô Uyển. "Tiểu Uyển, anh đã thích em rất lâu rồi, đây là 999 đóa hồng." làm bạn gái anh nhé. Lạc Tuyết ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này, song không hiểu ra làm sao. Sau khi nghe thấy người thanh niên ấy tỏ tình, Tô Uyển lập tức xa sầm mặt. Chu Bân, anh đứng lên ngay. Anh không sợ mất mặt nhưng tôi sợ. Tô Uyển lạnh giọng nói. Chu Bân lắc đầu rồi giơ cao bó hoa trong tay, sau đó đầy thâm tình nói, Tiểu Uyển, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh thì anh sẽ đứng dậy ngay. Không. Tô Uyển hư lạnh nói, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi không có tình cảm với anh, anh đừng phí thời gian với tôi nữa. Nghe thấy thế, Chu Bân tái mặt. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 480.